Nhìn xe đưa đón khi đi lưu diễn của Việt Hương đã choáng, thấy xe của Trấn Thành Hà Hồ còn sốc hơn. Cận cảnh không gian bên trong phương tiện di chuyển đẳng cấp của MC đắt show nhất Việt Nam và nữ hoàng giải trí. Lưu diễn là một trong những hình thức hoạt động giúp các nghệ sĩ Việt lan tỏa tiếng tăm, quảng bá hình ảnh rộng rãi hơn, đồng thời phục vụ nhu cầu giải trí của các khán giả Việt đang cư trú tại nước ngoài. Hầu hết các nghệ sĩ tên tuổi đều tranh thủ chạy show hải ngoại vài lần mỗi năm, trong khi đó cũng có những người bay đi bay lại liên tục. Hình ảnh mặt mũi thẫn thờ ngồi chờ đồ ăn của Việt Hương, Trấn Thành Anh Đức trong chuyến lưu diễn mới đây. Vợ chồng Harry Won, danh hài Anh Đức, Ngô Kiến Huy đang có chuyến lưu diễn dài ngày tại xứ sở cờ hoa. Bộ ba nghệ sĩ nam khoe ảnh chảnh chọe. Trên Facebook, các nghệ sĩ Việt tranh thủ cập nhật hình ảnh, thông tin của mình tới hàng triệu fan hâm mộ. Điểm đáng chú ý nhất phải kể tới phương tiện di chuyển của họ khi đi diễn ở nước ngoài. Mới đây nhất, Việt Hương khiến khán giả thích thú khi khoe ảnh được đưa rước trên chiếc xe limousine tiện ích. Danh hài thông báo cô đang có mặt tại Biloxi. Việt Hương được đưa đón trong chiếc xế hộp rộng rãi và tiện ích. Tuy nhiên, người xem sẽ còn phải há hốc mồm khi được dịp ngắm nghía phương tiện di chuyển siêu hiện đại sang trọng của Hà Hồ, Trấn Thành và Anh Đức, vì đều là những nghệ sĩ lớn của làng giải trí Việt nên tất cả được tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp nhất. Anh Đức phải thốt lên rằng hôm nay được đưa ra sân bay bằng cái xe sang chảnh nè, nên mặt cũng phải làm cho chảnh mới sang. Danh hài Anh Đức đi lưu diễn cùng Trấn Thành và Hà Hồ. Hành khách ngồi trên ghế sofa sử dụng những trang thiết bị hiện đại, cận cảnh không gian bên trong chiếc limousine của MC đắt giá nhất Việt Nam và nữ hoàng giải trí. Hoài Linh hủy kết bạn Facebook với ai hóa nhân vật cổ trang Trung Quốc. Chào lưu dùng ứng dụng Bitu hóa thân thành nhân vật cổ trang đang rộ lên trên Facebook mấy ngày nay. Ngọc Trinh, con dâu Hoàng Kiều và nhiều bạn trẻ Việt hưởng ứng nhiệt tình, song có lẽ tất cả đều cảm thấy chân hững khi đọc status của Hoài Linh. Có lẽ ngứa mắt với những ai hóa thân thành nhân vật cổ trang như trong phim Kiếm Hiệp Trung Quốc, nên Hoài Linh tuyên bố sẽ hủy kết bạn trên Facebook. Kể cả anh em hay bạn bè thân thiết, lý do danh hài đưa ra là vì Facebook là phải nhìn mặt nhau, lên hình đó nhìn không ra ai, nên em coi như không quen. Bên cạnh đó, Hoài Linh ủng hộ trang phục cổ trang kiểu Việt Nam là khăn đóng và áo dài. Nguyên văn của Hoài Linh trên Facebook cá nhân như sau: em thì em xin phép thông báo là em không theo phong trào cổ trang nha. Em xin phép hủy kết bạn với những bạn trong friendlist mà đăng hình cổ trang này nhé. Anh em, bạn bè thân thiết em cũng hủy. Đừng buồn giận em nghe. Facebook là phải nhìn ra mặt của nhau. Lên hình đó nhìn không ra ai, nên em coi như không quen. Nếu cổ trang mà khăn đóng áo dài em tiếp hết. Status của Hoài Linh nhanh chóng nhận được 8.000 lượt like sau 1 giờ, sau đó có các Phượng và Tiến Luật. Bên dưới Tiến Luật viết, dạ em không dám xài cái đó sợ bị hack nick. Do lỡ đổi avatar theo kiểu cổ trang nên quán quân Mr. Gombo Nguyễn Văn Sơn hoác hổn bình luận. Chết em chót để luôn avatar, Hoài Linh liền đáp yên tâm đi, anh chỉ hủy kết bạn thôi. Dù vậy, vào thời điểm viết bài thì Hoài Linh vẫn chưa hủy kết bạn với Nguyễn Văn Sơn. Khi bạn Thanh Tuyên hỏi, cổ trang có gì sai à chú Linh? Nam danh hài trả lời rằng, nó không sai nhưng mọi người mỗi ý thích. Coi trên Facebook nhìn không ra ai hết nên bực mình vậy thôi. Được biết, Bitu là ứng dụng giúp tạo ra những hình ảnh như tranh vẽ trong phim Kiếm Hiệp, hỗ trợ phủ thêm hiệu ứng hoạt họa với cách tạo hình độc đáo mang đậm nét cổ trang. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, sau khi mở Bitu, bạn vào mục Crazy X-Face, chọn hiệu ứng ưa thích, chụp tự sướng hoặc chụp ảnh rõ mặt có sẵn, song Bitu sẽ tự động hòa trộn gương mặt với hiệu ứng để tạo thành ảnh cổ trang. Ứng dụng này cho phép bạn tự trang điểm thêm như kẻ mắt, tô má hồng, tô son cho diện mạo giống hệt với nhân vật trong phim từng xem. Trước đây, Bitu từng gây sốt nhờ hiệu ứng trang điểm giống Võ Tắc Thiên hay búp bê trong ngày Giáng sinh. Đầu năm 2015, Tuấn Hưng bực bội với trào lưu chụp ảnh theo kiểu Võ Tắc Thiên bằng Bitu và tuyên bố sẽ hủy kết bạn với ai dùng ứng dụng này trên Facebook. Ghen tị khi nghe sau việc bực mí kế hoạch Valentine lãng mạn bên người yêu, Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu, Lê Hoàng, Việt Huê, Sĩ Thanh và Hạo Đông sẽ bên nhau thật nồng nàn nhưng ngày Valentine này.
ngày 14 tháng 2 năm nay, trong khi những nghệ sĩ FE thì lên kế hoạch đi du lịch một mình, ra mắt MV tặng fan, thì những cặp đôi hạnh phúc thì tiết lộ những kế hoạch đi chơi khiến nhiều người ghen tị. Hồ Quang Hiếu không nhận show để ở bên người yêu xinh đẹp Bảo Anh. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt hiện nay. Ban đầu, khi mới bị lộ chuyện tình cảm, cả hai ngại dư luận nên không dám công khai. Tuy nhiên sau này, cặp đôi đã mạnh dạn hơn và thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm. Không phủ nhận, từ khi công khai yêu nhau, cả Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đều được chú ý và đắt show hơn trước. Chia sẻ về kế hoạch Valentine năm nay, Hồ Quang Hiếu cho biết anh sẽ không nhận show để ở bên Bảo Anh. Những dịp 14 tháng 2, Hồ Quang Hiếu khá đắt show, nhất là các show diễn tỉnh. Tuy nhiên, vì năm nay là dịp đặc biệt nên anh muốn dành nhiều thời gian bên Bảo Anh. Được biết cả hai sẽ đi ăn uống và sau đó xem phim như những cặp đôi khác. Hồ Quang Hiếu hy vọng sẽ có một Valentine hạnh phúc và mang lại niềm vui cho Bảo Anh. Lê Hoàng tức bực vì đón Valentine cùng vợ và làm ông bố bỉm sữa. Mỗi năm, Valentine là dịp Lê Hoàng The Man đi lưu diễn, vì thế anh thường phải xa Việt Huê cũng như con trai. Tuy nhiên, năm nay vì vợ Lê Hoàng mới sinh con trai thứ hai, do đó Lê Hoàng dành mọi thời gian cho vợ yêu. Anh tiết lộ, thời gian ở bên con là lúc có thể thư giãn và thoải mái nhất. Khi đó mọi buồn phiền được gạt bỏ, nhất là con trai mới sinh, anh muốn dành cho bé nhiều tình cảm để có thể cảm nhận hơi ấm từ bố. Được biết, em bé thứ hai của Lê Hoàng Việt Huê là một bé trai có biệt danh là Hayden. Thời gian này, cả gia đình đang có thời gian nghỉ dưỡng tại Mỹ sau khi đón con thứ hai khỏe mạnh. Sĩ Thanh chạy show nhưng không quên dành thời gian cho bạn trai Hạo Đông. Sĩ Thanh tâm sự, cô vừa ra mắt MV mới nên phải tranh thủ những ngày đặc biệt được nhiều người chú ý để chạy show. Ngày Valentine này, Sĩ Thanh có lịch diễn đã lên kế hoạch từ trước, do đó cô đành lỗi hẹn với người yêu vào dịp đặc biệt. Tuy nhiên, Sĩ Thanh sẽ đền bù lại cho bạn trai bác sĩ ngay sau đó. Cô tâm sự, ngày 16 tới, Sĩ Thanh sẽ ra Hà Nội để đi chơi với người yêu. Người đẹp cũng cho biết, cô rất thích không khí lành ở Hà Nội, đi chơi với người yêu vào thời tiết đó càng khiến Sĩ Thanh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn. Được biết, Sĩ Thanh và người yêu nên duyên từ dịp cùng nhau đóng MV. Ban đầu khi được mời đóng MV chung cùng Sĩ Thanh, Hạo Đông không thích nên hét giá cách xê rất cao. Không ngờ sau đó khi chính thức vào làm việc cùng nữ ca sĩ xinh đẹp, Hạo Đông dần cảm mến và từ đó giữa hai người nảy sinh tình cảm. Vắng Harry Won, Trấn Thành xõa hết mình với Ngô Kiến Huy và Anh Đức. Những khoảnh khắc hài hước của bộ ba Trấn Thành, Anh Đức, Ngô Kiến Huy khiến fan không nhịn được cười. Kể từ khi đám cưới, vợ chồng Trấn Thành Harry Won liên tục bận rộn với những show diễn, nhưng lúc nào cũng xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Tuy nhiên mới đây, nam danh hài đã phải tạm xa bà xã ít ngày để lên đường tới Mỹ lưu diễn cùng với diễn viên Anh Đức và Ngô Kiến Huy. Không chỉ là đồng nghiệp mà bộ ba Trấn Thành, Anh Đức, Ngô Kiến Huy còn chơi rất thân với nhau. Chính vì thế trong chuyến đi Mỹ lần này, cả ba luôn khiến fan bấn loạn, thích thú trước những giây phút nghịch ngợm đáng yêu. Đặc biệt, Trấn Thành còn dụ dỗ hai người anh em của mình chụp ảnh tự sướng với gương mặt biến dạng hài hước trong suốt hành trình. Harry Won ra sân bay tiễn ông xã đi Mỹ, lưu diễn cách đây không lâu. Được biết, sau khi sắp xếp công việc ở Việt Nam xong, rất có thể Harry Won sẽ bay sang Mỹ hội ngộ Trấn Thành. Vừa mới xa bà xã, Trấn Thành đã quậy hết mình với Anh Đức và Ngô Kiến Huy. Có fan nào nhận ra đâu là Trấn Thành, Ngô Kiến Huy và Anh Đức không? Dù đi chơi hay lên máy bay thì bộ ba vẫn liên tục tung ra những bức ảnh bá đạo. Các fan không nhịn được cười khi xem hình ảnh biến dạng của thần tượng Trấn Thành hội ngộ Hồ Ngọc Hà trên đất Mỹ. Dĩ nhiên anh không quên chụp ảnh selfie hài hước với đàn chị. Có vẻ như Trấn Thành đang phát cuồng vì ứng dụng chụp ảnh kiểu này. Trường Giang cứ ngọt ngào thế này, hỏi sao Nhã Phương không say đắm. Không dùng nhiều lời hoa mỹ, Trường Giang thường thể hiện tình cảm với Nhã Phương bằng hành động. Khá kín tiếng trong chuyện đời tư, Trường Giang hiếm khi công khai bày tỏ những lời nói có cánh với Nhã Phương trước công chúng. Tuy nhiên, nam diễn viên hài luôn dành cho bạn gái những cử chỉ quan tâm, chăm sóc khiến nhiều người ganh tị. Cụ thể, khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, Trường Giang luôn chủ động nắm chặt tay Nhã Phương và dìu cô đi trên thảm đỏ. Không những thế, mười khó còn chu đáo cúi người giúp bạn gái chỉnh sửa váy áo.
Từng cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ của Trường Giang đã phần nào cho thấy tình yêu mà chàng hề xứ Quảng dành cho Nhã Phương rất là chân thành. Ngoài ra, Trường Giang còn không ngần ngại đút thức ăn cho bạn gái trước sự chứng kiến của nhiều người khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Mỗi khi có thời gian, Trường Giang đều tự tay lái xe đưa đón bạn gái đi diễn. Với mười khó, đây là niềm hạnh phúc mà chỉ anh có được. Cách đây chưa lâu, trong lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã lần đầu công khai nói yêu Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình. Trường Giang không dám hứa điều gì vì cuộc sống không thể nói trước được, nhưng sau này tôi sẽ là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn, đau trong nỗi đau và là người cuối cùng vui trong niềm vui của người này. Cảm ơn Nhã Phương, anh yêu em rất nhiều, Trường Giang chia sẻ. Dù không có ngoại hình cao ráo điển trai lý tưởng, nhưng Trường Giang lại sở hữu cái duyên dí dỏm đáng yêu khiến nhiều cô gái phải liêu xiêu khi trò chuyện với anh, trong số đó có cả Nhã Phương. Trường Giang và Nhã Phương bén duyên cách đây chừng 2 năm, sau lần đầu tiên đóng chung bộ phim 49 ngày, Nhã Phương từng thừa nhận rằng đã rất nhiều lần cô muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng không thể tìm thấy sự đồng cảm. Cho đến khi gặp Trường Giang thì trái tim cô đã rung động trước sự che chở và yêu thương. Trải qua không ít sóng gió, người hâm mộ đang rất mong chờ được chứng kiến cái kết hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương trong năm 2017, khi Nhã Phương tròn 28 tuổi, độ tuổi mà nữ diễn viên từng mơ ước sẽ lập gia đình.